đủ quá không anh? Cua này chắc mấy chục ký à ha. Ừ. Cua này là cua giống, cua sinh sản. Những cua đực này mình nuôi được bao lâu là để làm cua sinh sản này? Cái này là cua size lớn, nó cũng già cua rồi đó chú. Thì nó khoảng mấy năm tầm 10 năm đó. 10 năm. 10 năm. Ừ. Dạ. Cái này là nó cỡ 3-40 kg. Yeah. 3-40 kg một con. Con này cỡ này là nó sinh sản là được bao nhiêu một đợt á, là một đợt gì? Nếu mà nó sinh sản cỡ này á thì hàng sinh sản nó khoảng từ 8 tới 12 trứng. Ừ. 8 tới 12 trứng cho một ổ. Ừ. Mà nhiều khi là một năm vậy đó là nó sinh sản khoảng tầm 3 lần. 3 đợt. Ba đợt. Cái mùa này là cái mùa sinh sản chưa ta? Mùa này là bắt đầu mùa sinh sản chứ. À, mùa chuẩn bị là mùa này là nó sinh sản vào cuối mùa. Ừ. Đó, bắt đầu là chuẩn bị trứng nó bắt đầu nở. Ừ. Trứng nó bắt đầu là nó ấp đủ 3 tháng để 5 ngày thì nó nở. Ừ. Hiện nay mình có bao nhiêu con cua đinh bố mẹ nó độ tầm 3-40 kg này? 3-40 kg này thì không có nhiều chứ. Đây khoảng tầm cỡ chừng 20 con ha. Ừ. Tầm 20 con, 3-40 con ký thôi chứ. Ừ. Nó không có nhiều. Ừ. Cái này là của Đinh Thái đây hả? Không, cái này là hàng của Việt Nam. Ừ. Nam có, Thái có. Ừ. Nhưng mà về năng suất đẻ là con nào đẻ nhiều nhất? Thái của Việt Nam là con nào đẻ sao? Nói chung là nó như nhau hết. Nó vẫn là một loài hết. Ừ. Nó vẫn là một loài hết. Ừ. Thì nó sinh sản như nhau. Ừ. Nhưng mà tùy theo nó đẻ nhiều, năng suất đẻ nhiều hay ít á. Ừ. Là do cái hàng nó đẻ là cái lứa sao hay là lứa gà, lứa so. Nếu mà đẻ con so thì nó đẻ năng suất nó không không tốt. Thường thường á là cái hàng mà Thái á, thì ở bên Thái á, họ làm trong nghề khoảng tầm mười mấy năm. Ừ. Nên cái hàng của họ hầu như là hàng đẻ là đẻ con gà hết. Ừ. Không có con so. Ừ. À, rồi mình không bao lâu nó mới tham gia sinh sản. Nuôi khoảng tầm 3 năm. Ừ. 3 năm thì bắt đầu á là nó cái cơ thể nó có trứng, nó tự động nó đẻ. Nhưng mà nó phải có con đực để nó để phối giống, nó phối thì nó khi mà nó đẻ ra thì nó mới có cái trống. Ừ. Anh bắt thử con lên coi ok cái khó không? Nó dễ chứ đâu có gì khó đâu. Ừ. Con này là tầm 3-40 kg rồi đó hả? Ừ, con này khoảng 35. Gần nó vô chẳng đây dưới nước nó nhỏ nhưng mà bắt lên đó nó dày quá đâu. Đây các bạn thấy chưa, cô đinh này con này con đực khác con cái ra. Con này con đực. Thường thường hàng cỡ này là đực. Cái nó khoảng tầm 20 hay mấy. Có cái nó nhỏ hơn con đực hả? Cái nó phải nhỏ hơn đực. Ừ. Chú trong quá trình mà chú nuôi á thì khoảng tầm ví dụ như là 3 năm là đực cái nó có bắt đầu nó chênh lệch. Ừ. Con đực nó khoảng 7-8 kg. Cái nó cỡ 4 kg thì dữ lắm. Ồ, cái này cái gù cái lưng nó dữ quá ta. Bự lắm. Thấy nằm thấy cái gì nó dày dữ. Ừ. Mấy cái này mình nuôi chung vậy nó có cắn lộn nhau không ta? Nó có cắn nó chung. À, không đủ thức ăn là nó chanh nó cắn nhau không? Tới cái mùa mà động dục á. Ừ. Là nó bắt đầu nó cắn. Ừ. Nó wow mình đó chứ không phải dữ vậy ha. Ừ. 3-40 kg hả? Con này nặng dữ ha. Những con cua là nái thì chắc đâu có bán đâu, để giống đâu có bán. Cua này là chạy cũng bán. Ừ. Nhưng mà hầu như là người ta mua để người ta nuôi kiển. À. Ừ, người ta nuôi kiển. Cái này hồi nãy nói nhiều năm mà được cái này. Nó khoảng tầm 10 năm. 10 năm. 10 năm, 10 năm, 8 năm, 9 năm. Ừ. Con này mình biết tuổi thọ nó bao nhiêu không ta? Nó cái tuổi thọ thì nói chung là con không biết đâu. Tại vì thật sự mà chưa ai đo đếm được cái tuổi thọ nhá. Ừ. Nó cứ sống hoài vậy đó. Ừ. Ngoài tự nhiên thì cũng ít thấy có con nào mà xác định được nó bao nhiêu tuổi không, bao nhiêu năm không? Không xác định được nó bao nhiêu năm, nhưng mà chắc chuyên gia thì họ... À, đúng rồi, chuyên gia đúng. Chuyên gia thì họ có thể là nó đem cái phân tích này kia rồi thì có thể biết, chứ còn mình không... Nhiều khi nhiều con nó 15 năm, 17 năm. Có con nó lớn nhanh, có con lớn chậm nữa không? Đâu có biết đâu cái trọng lượng của nó đâu có tính ra tuổi tác được phải không? Đúng rồi, tại vì ví dụ như con nói chú những con này nè là nó không mập.
Đó, chú thấy nó không có hai cái gù hai bên thì nó nhẹ ký, nhưng mà chưa chắc gì nó đã nhỏ tuổi hơn con này. Đó, còn như con này nó mập, nó nặng ký, nhưng mà chưa chắc gì nó đã lớn tuổi hơn. Như mấy cái này là mình biết con nào, con hai con nhỏ này, con cái không? Hay là đực hết mấy con này? Thường thường cả này là đực. Nhưng mà muốn biết được cái á thì nhiều khi nhìn cũng nhìn phớt qua, nhìn phớt qua thì cũng có thể biết khi mà nó lớn gì. Còn nếu mà khi mà nó nhỏ á, là chú phải nhìn đuôi. Đuôi ngắn, cái đuôi dài, đuôi ngắn. Dạ. Ở cái mùa nắng này thì mình chăm sóc nó thế nào để nó khỏi phải bị ghẻ lở không? Cái ghẻ lở thì chú nói chung là chú thường xuyên chú thay nước. Nhưng mà cũng đừng thường xuyên quá. Nói chung là phải đánh men. Đánh men, nếu mà có men thì càng tốt để mình lắng đáy, để mình diệt cái khuẩn đáy. Sử dụng men gì để xử lý? Thường thường chắc bị ổn được rồi. Cũng khoảng từng nửa tháng thì mới làm lần chứ đâu có khoảng tầm từng một tháng mới làm một lần vệ sinh hoặc là muối nè chú cứ thải gãi xuống. Tại vì mấy con này nó sức sống nó mãnh liệt thì nó cũng không có thải gì nhiều, nó cũng không có dơ hồ phải không? Dạ. Mình có thể giới thiệu sơ lược về cái tình hình mà cái trang trại mình hiện nay đang nuôi những đối tượng nào? Thì chú ở đây con nuôi chắc khoảng cơ tầm 6-7 đối tượng. Thì thứ nhất là cua đinh. Cua đinh thì chạy từ xưa giờ. Xưa giờ là cua đinh. Thì bây giờ cũng phát triển thêm là chồn, giòn và kỳ đà hoa. Càng đước. Càng đước là rùa răng đó. Dạ. Rùa đất lớn là con sen vàng đó. Con càng đước vàng. Và rùa núi vàng. Rùa núi vàng. Và trồng hương. Trồng hương chú. Hiện nay là cái đối tượng chủ lực của mình là đối tượng nào? Đối tượng chủ lực của mình là vẫn là con cua đinh. Cua đinh. Hiện nay cái cua đinh là mình nuôi số lượng như thế nào hàng năm? Nếu mà cua đinh ở đây á, thì hàng của mình là mình nhập thái cũng có, mà nuôi sinh sản tại trại cũng có. Thì cái số lượng tổng thể ở đây nó khoảng tầm 5.000 con. Nhiều cái hồ chứa ở đây nếu mà tính hết nó khoảng tầm 130 mấy hồ. 130 mấy hồ. Như vậy là mình nuôi, mình có cái đầu ra cho bà con và cung cấp giống hay là thức ăn như thế nào? Dạ, ở đây á, là con cung cấp giống, con bao tiêu lại cho bà con. Ví dụ như trong quá trình nuôi mà có cần kỹ thuật gì á, thì bên trại con hỗ trợ kể cả thuốc men và kỹ thuật. Hiện nay thì cái tiềm năng của cô đinh thì nó như thế nào, cái đầu ra nó ra sao? Cái đầu ra thì bây giờ thị trường nó đang ổn. Trước dịch đó thì cái giá thành của con cua đinh nó hơi cao. Nhưng sau dịch đó thì cái giá thành nó hơi thấp xuống. Nhưng mà nó lại ổn định, nó lại sức bán nhiều. Hiện tại giờ đi mua hàng là không có. Trong dân nó lại hụt cái lượng hàng rất lớn. Cái giá cua giống thì nó dao động như thế nào và cái thương phẩm này nó cái giá dao động năm nay là nó tầm khoảng tầm giống nó khoảng từ 180 cho tới 250.000 con. Là mấy phân? Nó khoảng tầm 5 cm đó. Rồi cua thịt. Cua thịt thì bây giờ hiện tại thị trường đang mua là giá 301-302. Dạ. Nói chung là cái tiềm năng về cái thị trường hiện nay thì cua đinh nó tương đối. Cua đinh nó tương đối ổn định. Nó ổn định cái lượng hàng xuất bán rất nhiều. Nhưng mà cái thức ăn đối với cua đinh thì nó thế nào? Bây giờ nó có khó, nó thuận lợi hay là khó khăn? Cái thức ăn thì con nghĩ là nó thuận lợi, nó bình thường. Tại vì bây giờ mình đang hướng dẫn cho bà con nuôi. Ví dụ như khi mà không có cá thì mình có thể là cho ăn thức ăn viên, cám công nghiệp, là nó ăn nó phát triển bình thường. Quý vị và các bạn vừa nghe Long Hầu giới thiệu sơ lược về cái quy mô phát triển của trang trại. Và những clip sau thì mình sẽ giới thiệu chi tiết từng đối tượng. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi.